Ok, chúng ta cùng xem đến sự khác nhau của phương pháp in mẫu bằng FDM và SRY. Thì trên tay mình là có hai mẫu sản phẩm gần tương tự nhau, một sản phẩm là in bằng công nghệ FDM, một sản phẩm là in bằng công nghệ SRY. Thì đối với mẫu FDM, chúng ta có thể nhìn thấy là bề mặt nó sẽ có rõ các đường vân như thế này. Và bề mặt dưới thì do có xúc bọt đỡ thì nó sẽ không có được láng mịn. Đây, chúng ta có thể nhìn rõ ha. Còn đối với công nghệ SRY thì sao? Chúng ta có thể nhìn rõ là cái bề mặt của nó rất là mịn, nhìn giống như là làm đúc khuôn vậy đó. Ngay cả mặt bên trong thì nó cũng rất là chi tiết tốt, mịn, láng. Khi nối hai chi tiết này với nhau thì lắp ghép rất là đơn giản, rất là dễ dàng. Tất cả cạnh, các ngàm đều rõ nét hết. Còn đối với mẫu FDM thì không được như vậy. Gắn vào nó cảm giác rất là khó khăn. Đây, hầu như là rất khó để gắn, mà khi gắn vô thì nó sẽ bị gắn chết luôn, không có thể gỡ ra được. Ok, cảm ơn các bạn.